Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay là chuyên mục Video Gear Review và mình lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ mang đến một sản phẩm micro đến từ thương hiệu Synco. Đó là chiếc micro Synco D2. Nói về micro tức là nói về âm thanh. Âm thanh là một trong những cái mảng mà bọn mình đầu tư ngay từ đầu. Bởi vì mọi người có thể nhìn thấy là trong khoảng 400 video xuất hiện trên kênh của 50 thì có đến khoảng 95% trong số đó là có thoại. Có thoại nhiều là khác ấy. Và việc có thoại tức là liên quan đến cái việc thu âm rồi. Cái việc thu âm thì mình thấy là khi mà bạn có một bản thu âm kém ấy thì mọi người nhận ra rất là nhanh. Còn với hình ảnh thì có khi tặc lưỡi cho qua cũng được. Thế nên là với những cái video của bọn mình mà bị thu âm kém thì mọi người góp ý rất là nhiều. Vậy nên là bọn mình rất quan tâm đến cái việc thu âm đối với cái video. Quay trở lại với sản phẩm mà bọn mình review ngày hôm nay, đấy chính là chiếc micro Synco D2. Thì lý do tại sao bọn mình nhận được sản phẩm này là bởi cách đây khoảng 3 tháng, đợt mà còn đang dịch ý, thì mình nhận được một email của Synco thông báo là họ muốn gửi cho bọn mình một cái chiếc mic shotgun dạng như thế này này, kiểu để gắn lên điện thoại, để gắn lên máy ảnh để mà có thể quay được video. Tuy nhiên là cái chiếc mà trên tay bọn mình là chiếc Dayti D3 Pro ấy, thì bọn mình đang cầm và khá là thích nó rồi. Thế nên là bọn mình mới yêu cầu với cả gửi lại email cho Synco bảo là mình muốn có một cái chiếc mic mà dành cho những người thu âm một chuyên nghiệp hơn một chút, nó phù hợp với những yêu cầu của bọn mình hơn. Và Synco đã gửi cho bọn mình chiếc D2 này. Synco D2 thì thật ra nó cũng là chiếc mic shotgun thôi. Tuy nhiên nó lại được hướng tới những cái đối tượng mà làm chuyên nghiệp hơn. Và lý do tại sao lại như vậy? Lý do đầu tiên là bởi vì chiếc Synco D2 này nó sử dụng với cổng kết nối là XLR hay là XLR theo tiếng Anh ấy. Thì cái cổng này nó sẽ đòi hỏi bạn phải có một nguồn cung cấp điện 48V cho nó. Ví dụ như ở đây mình sử dụng một chiếc máy ghi âm rời Zoom H5. Thì chiếc máy ghi âm này ngoài việc ghi âm thì nó còn có khả năng cung cấp điện cho những thiết bị dùng cổng XLR này. Nói chung chiếc Synco D2 này không phải kiểu mua xong rồi cắm vào máy ảnh ngay được đâu, nó sẽ phải có những thiết bị đi kèm với nó nữa. Lý do thứ hai thì là cũng bởi vì nó sử dụng một cái nguồn 48V để cấp điện, thế nên cái chất lượng thu âm của nó sẽ hơn rất nhiều so với những cái chiếc mic dùng cổng 3.5 và pin thông thường. Thứ ba là chiếc mic này lại hướng đến những cái người mà ví dụ như là thu âm phim ngắn này, hay thu âm studio này, hoặc là thu âm nhạc cụ, thì tất cả những hạng mục này sẽ đều cần một cái người để kiểm soát chiếc mic này, để thu âm làm sao cho nó chuẩn chỉ đúng với cái người ta mong muốn nhất. Thứ tư là khi thu âm với chiếc Synco D2 này thì bạn sẽ phải cần có một cái quy trình nó hơi phức tạp hơn một chút. Ví dụ bọn mình sẽ có hai thiết bị ghi âm. Một là chiếc máy ảnh đang thu tiếng bình thường, kiểu không cần phải gắn gì lên, chỉ thu trong nhà thôi là ok. Thứ hai đấy chính là bộ H5 và chiếc Synco D2 đang thu một cái nguồn tiếng khác. Bọn mình sẽ lấy cái file tiếng của Zoom H5 và đồng bộ cái file tiếng của máy quay trong phần hậu kỳ. Và sau đấy thì bọn mình sẽ có một cái video có chất lượng tiếng tốt hơn rất nhiều. Các bạn có thể nghe thử nhá. Mình sẽ đọc thử một vài dòng trong cái cuốn sách lược sử thời gian. Một nhà khoa học nổi tiếng hình như là Bertrand Russell một lần đọc trước công chúng một bài giảng về thiên văn học. Ông đã mô tả trái đất quay quanh mặt trời như thế nào và đến lượt mình. Mặt trời là quay quanh tâm của một quần thể khổng lồ vì sao mà người ta gọi là thiên hà. Khi bài giảng kết thúc, một bà già nhỏ bé ngồi ở dưới phòng, đứng dậy và nói, anh nói với chúng tôi chuyện nhảm nhí gì vậy? Thế giới thực tế chỉ là một cái đĩa phẳng tựa trên lưng một con rùa khổng lồ mà thôi. Nhà khoa học mỉm một nụ cười hạ cố trước khi trả lời. Thế vậy con rùa ấy tựa lên cái gì? Anh thông minh lắm, anh bạn trẻ ạ, anh rất thông minh. Bà già đó nói, nhưng những con rùa cứ xếp chồng lên nhau mãi dưới đất, chứ còn sao nữa. Nghe tiếng thì hay rồi đúng không? Thế nhưng mà có vẻ là mọi thứ nó hơi rắc rối một chút. Tuy nhiên, lý do tại sao mà 50mm Việt Nam lại rất thích sản phẩm này, bởi vì bọn mình đã dùng được nó trong những trường hợp như sau. Đầu tiên là livestream. Đúng vậy, bọn mình đã dùng chiếc Synco D2 này cho những cái buổi livestream gần đây nhất của bọn mình. Bọn mình dùng từ những cái buổi mà nói chuyện từ 2 người, 3 người và thậm chí đến 4 người mà dùng chiếc Synco D2 này, bọn mình vẫn thấy tiếng khá là ổn. Nó thu ở một cái khoảng cách có thể là không được gần như là như mình đang nhìn thấy ở đây, mà nó ở phía trên cao xa hơn một chút so với mọi người, nhưng mình thấy vẫn rất là ổn. Mọi người có thể nghe thử ở đây nhé. Có phải chỉ thương hiệu của Google, điện thoại của Google đấy chụp ảnh tốt không? Không, iPhone chụp tốt mà. Nhưng mà iPhone lại có một cái rất là hay, đấy là iPhone nó sẽ không gần như là rất cho khó cho em để mà thao tác, kiểu như là chỉnh tay. À, iPhone thì nó thường, tức là có thể chỉnh được nhá, nhưng mà thường thì kiểu rút điện thoại và chụp luôn. Đúng rồi, thật ra là đợt vừa rồi thì kiểu em có được trải nghiệm một vài cái dòng flagship quảng cáo là chụp ảnh đẹp, thì em thấy là tất cả các dòng đấy thua iPhone một điểm là iPhone chụp nhanh cực kỳ đẹp.
Đúng rồi. Thế có nghĩa là iPhone đúng kiểu nào nhỉ? Để auto phát đẹp luôn đấy. Thứ hai là những video trong nhà như thế này. Đúng vậy, các bạn đang nghe cái tiếng là từ chiếc Single Day 2 ở ngay bên tay trái của mình đây. Bình thường thì mình sẽ không để nó xuất hiện ở trong hình như này đâu, mà thường nó sẽ phải ở trên đầu mình như này, kiểu như kiểu vừa ra ngoài frame thôi, nó sẽ ở ngay trên này, nó sẽ thu tiếng của mình luôn. Thứ ba chính là việc làm phim ngắn hoặc là làm những cái video cần có thoại. Trong những trường hợp mà bọn mình muốn có chất lượng thu âm tốt hơn hoặc là không muốn sử dụng mic cài không dây lên nhân vật ấy, thì bọn mình sẽ dùng chiếc Single Day 2 này và để ngay phía trên đầu có nhân vật. Ở đây thì bọn mình có một cái đoạn quay thử của các học viên của bên mình đóng thử một cảnh phim, các bạn có thể xem thử nhá. Em biết mình không phải mẫu bạn gái của anh. Em sẽ rất khó để thay đổi bản thân mình. Em hy vọng anh có... Em làm sao ý à? Đã bảo giữa chúng ta không có chuyện gì rồi mà. Nếu anh không còn yêu em nữa, hay anh thôi em đừng có lải nhải nữa. Nếu em không cảm thấy vui vẻ nữa thì mình chia tay đi. Việc. Chiếc mic Single Day 2 này có khả năng thu âm ở khoảng cách xa hơn bình thường so với những chiếc shotgun kiểu như gắn trên máy ảnh như thế này. Chiếc Single Day 2 này dùng một cái biểu đồ thu âm Polar Pattern là Hypercardioid, tức là nó rất phù hợp với việc thu âm định hướng ở phía trước. Nó sẽ loại bỏ các tạp âm ở từ phía sau thu đến. Và nó có khả năng thu từ khoảng từ 60 phân cho đến khoảng 1 mét thì đấy, nó vẫn rất là ổn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếng hay nhất và loại bỏ tạp âm tốt nhất ấy, thì hãy để nó gần mồm một tí ấy, thì nó thu âm cực kỳ hay luôn. Tiếng nó sẽ rất là trong, tiếng rất là ấm và kiểu nó dày ấy. Chiếc mic Single Day 2 này có giá trên thị trường rơi vào khoảng 250 đô. Các bạn có thể xem ở link ở Amazon bọn mình sẽ đặt dưới này. Hoặc là nếu muốn tìm hiểu thêm ấy, thì cũng xem link ở dưới này nhé. Bọn mình sẽ mô tả một chút về những gì bạn nhận được. Đầu tiên là một cái cây plastic như thế này. Thì cái cây này mình khá là thích, trông nó khá là cứng cáp, chuyên nghiệp, đẹp. Và thứ hai là nó có cả quai cầm, nói chung là rất là dễ mang đi. Khi mở ra thì tất nhiên là bạn sẽ có mic rồi. Single Day 2 có thiết kế bên ngoài mình thấy đánh giá là khá là giống với các cái mic xịn mà mình đã được cầm. Cầm nó khá là chắc chắn, đầm tay. Và bên ngoài, cái kim loại bên ngoài ấy, nó mang lại cảm giác rất là tốt. Chiếc mic này có màu đen và cái chữ Single Day 2 này thì nó cũng kiểu được in một cái màu vàng nhạt nhạt. Thì mình đánh giá cái thiết kế này là đẹp và trông lịch sự. Một cái foam để giúp cho bạn kiểu thu âm ở phía ngoài nó sẽ không bị các cái tạp âm giảm bớt tạp âm thì đúng hơn. Một cái dây XLR ngắn. Tuy nhiên là mình gợi ý là không nên dùng chiếc này, mà hãy mua một sợi XLR dài, sẽ có tiện rất là nhiều, dùng rất nhiều trường hợp. Tiếp theo là một cái miếng để đỡ và gắn cái mic D2 này vào những cái boom như bạn nhìn thấy ở bên này. Tổng kết lại thì mình thấy chiếc Single Day 2 này là một khoản đầu tư khá đáng tiền. Nó chỉ có giá khoảng 250 đô. Tuy nhiên là rất phù hợp với những cái bạn mà định làm thu âm chuyên nghiệp trong phim ngắn hoặc là trong studio như bọn mình. Trước khi làm video này thì bọn mình cũng đã xem trên YouTube những cái video review về chiếc Single Day 2. Thì có những YouTuber khá là nổi tiếng đã làm một cái so sánh khá là thú vị giữa chiếc Single Day 2 này và chiếc mic huyền thoại là Sennheiser 416. Thì tất nhiên Sennheiser 416 sẽ có chất lượng nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên cái tiền của nó thì lại gấp đến 4 lần. Vì vậy anh ấy đã gợi ý là nếu các bạn không có tiền nghìn đô để đầu tư cho Sennheiser 416 ấy, thì hoàn toàn có thể đầu tư vào Single Day 2. Và đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn mình review thêm thiết bị gì làm phim hay là chụp ảnh, hãy comment ở dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.